hiểu. Thì bọn con có nghe một cái bài thời điểm đó cũng đang rất nổi tiếng là Mượn Rượu Tỏ Tình của anh Big Daddy. Thì hôm đó là bọn con có rủ nhau đi chơi, cũng một nhóm bạn chung với nhau, bọn con đi chơi xong rồi tối hôm đó thì mượn cái bài đó, và cũng là mượn trong cái bối cảnh giống như bài đó là con tỏ tình với bạn. Khi đó thì bắt đầu bọn con mới chính thức là quen nhau. Vậy là từ ngày mà tụi con quen nhau. Và bây giờ xin mời cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, thơm quá. Chào, chào. Chào con. Chào hai bạn. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Lần đầu tiên thì cho con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. À. Con tên là Tú Uyên. Hiện tại thì con đang làm việc tự do. Năm nay con 28 tuổi rồi. Con làm gì tự do? Dạ, con thì hiện tại là con đang làm mẫu ảnh, cũng có đi quay phim nhỏ nhỏ. Dạ. Mời ông xã của Quyên. Dạ, con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hoàng Huy, hiện tại con đang làm lập trình viên. Và năm nay là con 28 tuổi ạ. Dạ. Vậy thì cái cơ duyên nào các con gặp nhau rồi lại thích nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau? Có một điểm đặc biệt mà tất cả khi mà con gặp bạn bè hay là ai đó mà con giới thiệu về hai đứa bọn con á thì bọn con là sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm luôn ạ. Wow. Trời ơi. Con với vợ con thì là cùng học chung với nhau vào trường cấp 3. Bọn con học chung nhưng mà tụi con không có biết đến nhau. Trong lớp học thì có một bạn tụi con chơi chung. Thì bạn đó vô tình cũng là bạn chơi chung với Tú Uyên. Hôm đó là cũng là sinh nhật. Nhưng mà là sinh nhật của con bạn đó. Thì hôm đó là con về dự sinh nhật của con bạn đó. Thì trong buổi tiệc sinh nhật đó thì con có gặp Tú Uyên. Ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng Tú Uyên sao nè? Dạ, là một cô gái rất là nhìn rất là sang chảnh. Ở độ tuổi rất trẻ đã đi một chiếc ô tô tới. Nên gần như là tụi con rất là bất ngờ. Dạ. Bên cạnh đó thì trước đó là con cũng biết Tú Uyên qua mạng xã hội. Cái ấn tượng thứ hai là về ngày sinh. Trước giờ thì con cũng chưa ai gặp trùng ngày sinh với con. Con biết là Tú Uyên có thời điểm đó là có bán hàng online. Thì con mới vô coi rồi sau đó là có mua ủng hộ không? Dạ có. Sao không mua sao quen rồi đó. Trời đất ơi. Còn con nói phần con đi con. Con thì ban đầu đúng như bạn nãy bạn có kể là bọn con có học chung cấp 3. Nhưng mà thật sự là trong 3 năm đó là không hề biết nhau gì luôn. Cái đợt đó mà trước cái ngày mà sinh nhật á thì tự nhiên bạn này có kết bạn Insta với con trước. Thì con mới để ý là ủa sao cái bạn này để cái ngày tháng giống mình. Thì con mới rồi thấy có rất là nhiều bạn chung. Rồi đến cái hôm mà đi ăn sinh nhật thì con mới thấy ủa sao quen quá vậy ta. Nhưng mà thật ra thì lúc đó là con cũng đang có một vài kiểu một mối quan hệ khác đang tìm hiểu. Nên là con cũng không để ý bạn này luôn. Không để. Rồi sau đó hai đứa làm sao mà coi như là có được những cái mối quan hệ mà nó dài lâu mà thấm thiết nè. Một phần đó là do cái thằng bạn thân của con, cái bạn mà tổ chức sinh nhật cho em bé đó thì mới là Mai. Cái mới nói là Huy là lớp trưởng của lớp tao á. Hồi xưa là học giỏi nè, rồi bây giờ thì đi làm thì cũng chịu khó làm lắm. Cái chị nói với con vậy á, cái xong tự nhiên anh này về nhắn tin hỏi mua đồ. Thì con cũng trả lời lịch sự bình thường thôi. Có bạn cũng có hẹn con đi cà phê thì bọn con mới ngồi nói chuyện. Trời hạp, mà mất cười hạp cái này thì nó hơi kỳ kỳ xíu là những cái mối tình trước của bọn con á, nó đều gần giống như nhau. Rồi hỏi thích ăn cái gì cũng giống giống nhau. Đi ăn đi uống rất là hợp. Hiểu thì bọn con có nghe một cái bài thời điểm đó cũng đang rất nổi tiếng là Mượn Rượu Tỏ Tình của anh Big Daddy. Thì hôm đó là bọn con có rủ nhau đi chơi, cũng một nhóm bạn chung với nhau, bọn con đi chơi xong rồi tối hôm đó thì mượn cái bài đó, và cũng là mượn trong cái bối cảnh giống như bài đó là con tỏ tình với bạn. Khi đó thì bắt đầu bọn con mới chính thức là quen nhau. Vậy là từ ngày mà tụi con quen nhau cái đó cho đến lúc mà ngày cưới á là xa không, lâu không? Lâu ạ, là bọn con bắt đầu quen nhau từ năm 2019, thời điểm cưới là năm 2021. Nhưng mà từ lúc mà các con quen nhau đến lúc cưới á là chú thấy hai đứa rất là đẹp đôi. Dạ. Hai đứa rất là trẻ trung, rất là năng động như vậy. Thì không biết là có những cái sự trắc trở, có những cái sự cãi vã gì cãi đó. Nhau rồi là có giận hờn trước có khi ghen cưới. Tuôn gì không? Vô số lần. Cái hôm mà hai đứa đang đi xe ngoài đường thì chồng con đang lái xe, thế là con ngồi cái ghế bên cạnh á, cái ổng thì điện thoại thì ổng đâu có cầm được, thế là con mới cầm điện thoại con lướt TikTok. Cái xong lướt mà con thấy trời ơi toàn là hình gái xinh không kiểu, thì con mới nói là
chỉ có ai mà hay coi người ta mới đề xuất thấy đúng. Vậy cái mình kiểu mình cũng giận ghen. Dạ, yeah. Ghen lắm, còn ghen quá trời ghen, giận còn làm đùn lên. Chồng con cũng kiểu giống như thật ra thì coi thôi chứ không có gì hết. Thế xong hai đứa cãi nhau qua cãi nhau lại, chồng con giục điện thoại qua cái cửa kính ô tô luôn. Nhưng mà không, lúc sau dừng lại chứ Thuận. Cái xong ổng dừng lại, ổng đi một đoạn lên rồi ổng mới dừng lại. Đi vừa ổng ra đi, cái xong con nhảy qua ghế lái chạy xe về nhà trước rồi. Cho chồng đi bộ về luôn. Dạ, cho chồng đi bộ về luôn. Không có mưa nữa. Còn lúc đó như thế nào? Vừa mất điện thoại vừa bộ bọ. Coi như là mất điện thoại lết bộ về. Ví dụ vậy luôn á, cảm xúc con sao? Có cảm xúc con lẫn lộn lắm vậy. Vừa bực bực bội trong người, vừa buồn. Tủi thân nữa chứ. Dạ, tủi thân mà còn sau đó là còn phải còn đi sửa điện thoại nữa. Dạ. Tại vì lúc đó không biết bám víu vào ai, dạ. Đâu gọi được, đúng không? Dạ đúng rồi. Hận đó em, hận, sự hận nhẹ đó. Rồi cuối cùng anh làm lành sao hả anh Huy? Tại vì con làm việc thì thời điểm đó cũng có sếp con ở bên nước ngoài về. Là tối hôm đó là con đi ăn với sếp, sếp mới chỉ là mày mua hoa tặng vợ mày đi. Thì con cũng nghe theo sếp, con cũng mua hoa và tặng vợ. Nhưng mà ủa, đó, lúc đó là đã cưới chưa? Dạ cưới rồi. Dạ cưới rồi. Dạ. Lúc đó thì con cũng nghe theo sếp, mà đó cũng là lần đầu tiên mà con mua hoa con tặng vợ. Tại vì với con thì con thích mua những món quà nào nó mang tính giá trị thực dụng hơn. Dạ. Thì con mua hoa về tặng vợ, và lúc đó là ngày hôm sau thì bọn con mới cái thời điểm đó thì bọn con mới bắt đầu mới nói chuyện lại với nhau. Thì khi mà ngồi nói chuyện lại thì hiểu được nhau hơn, thì bắt đầu mới tạm là làm hòa, nhưng mà vẫn là chưa hòa hẳn. Bắt đầu qua những ngày hôm sau thì con bắt đầu cải thiện hơn, con không còn lướt cái tay nữa, dạ. Lướt mấy hình của cô gái đẹp nữa, đúng dạ. Không? Đó, và từ thời điểm đó đến bây giờ thì con không còn xảy ra xem vấn đề nữa. Xem TikTok với những cái hình ảnh cô gái đẹp nữa. Dạ. Dạ. Thôi giờ tới cái phần kia đi, chồng con thấy nó hiền vậy, có thật xấu không con? Tú Nguyên. Có. Chỉ có một cái là rất là lười tập thể dục thôi. Mà con không có chăm gì hết, con cũng đi làm mía, con không nấu ăn gì hết. Mà đó cứ phì phì lên từng ngày rồi vậy. Mà cứ ai cũng nói là như là chắc là vợ chăm khéo lắm nè. Tại vì con không nấu ăn đó. Bởi vì nó mới dễ lên đó Huy. Yeah. Đúng không? Tại mình không ăn nhà, mình ra ngoài mình ăn đó. Yeah, đúng rồi, mình thích ăn gì mình ăn. Anh là vợ anh là kiểm soát cân nặng của anh bằng cách là giờ vợ anh đều phải nấu ăn cho anh ăn đó. Yeah. Còn gì nữa không Nguyên? Nếu không thì bây giờ mong muốn thay đổi. Ra thì con mong muốn là chồng con sắp xếp được cái thời gian làm việc và dành cho gia đình nhiều hơn một xíu. Chứ thật ra là ổng lo làm quá. Tới con đó Huy. Cũng hay nói với vợ con rồi, mà vợ con cứ làm theo đam mê. Nhưng mà đam mê thì mình phải đã theo đam mê thì mình nên đi tới cùng. Mình cũng đừng có thay đổi khi mà mình gặp vấn đề gì đó khó khăn. À, đó thì cái tật xấu đó thì cũng là cái mà con muốn vợ con thay đổi nhiều nhất. Cả thèm chóng chán à hay sao? Yeah. Yeah. Thích rất nhiều đúng không? Nhưng mà không có thích hẳn một cái gì mà gọi là mãn kiếp mãn đời. Mình sẽ theo từng thời điểm. Dạ, yeah, thật ra thì do con á thì trước đây thì con học một cái chuyên ngành nó mang tính nhà nước. Sau khi lấy chồng xong thì con không có làm ở dưới địa phương con nữa, mà con lên Sài Gòn con ở luôn. Thì bắt đầu lúc đó thì con cứ bạn bè cứ cứ hỏi coi là mình thấy hợp gì học. Rồi con học từ xì ba, rồi con học đến yoga, cái gì con cũng học hết. Nhưng mà thấy mình không có phù hợp. Đó là con cứ đi tìm coi là mình hợp cái nào. Rồi tiếp tục đi con. Rồi bây giờ hai đứa có muốn có em bé không vợ? Dạ có. Dạ, có. Dạ xin mời ông mụ. Hết hồn chứ. Chúc cho hai vợ chồng con nghe, công việc luôn luôn thuận lợi, suôn sẻ. Dạ. Luôn yêu thương nhau. Hai tháng nữa bác sĩ báo tin vui. Dạ. Đó. Và có thể là đầu năm sau hai đứa sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của các con. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn. Hai đứa có dành cái lời nói gì yêu thương cho nhau không? Tranh thủ đi. Hai đứa đẹp đôi quá. Tranh thủ đi, đẹp đôi quá. Hai đứa rất đẹp đôi cho nên là Huy, dạ. Con muốn thể hiện tình cảm gì với vợ con? Tại vì bình thường là bọn con cũng không có xưng nhau là anh em. Và dạ. Tại vì bọn con có một con mèo nên bọn con hay gọi nhau là bố mẹ. Ừ, bố mẹ đi. Dạ. Bố cũng bố biết là tính bố thì có nhiều lúc hay cọc cằn, cũng nhiều lúc hay lười biếng. Nhưng mà bố luôn dành những điều tốt nhất cho mẹ. Thì mong mẹ thể cố gắng hoàn thiện những cái mà mình mong muốn nhất. Mẹ nói gì đi mẹ? Từ trước đến giờ thì mẹ luôn biết là bố luôn cố gắng vì gia đình rất là nhiều. Vì tất cả mọi sở thích của mẹ và bố luôn cố gắng thực hiện nó.
Mẹ muốn là bố cố gắng làm thực hiện nó tốt hơn nữa. Rồi tối nay có em bé chắc luôn. Trời ơi. Mà đầu xuân năm mới thì vợ chồng tụi em có một phần quà nho nhỏ gửi đến anh chị MC. Chúc anh Quốc Thuận cùng với chị Hồng Vân năm mới thật là an khang thịnh vượng, rồi là sức khỏe. Rồi Tết ạ. Rồi em xin cảm ơn. Chị à, đã có bánh tét rồi, mình đã nhận rồi, giờ sao chị? Có bao lì xì chứ sao? Rồi. Đây, coi như là bánh tét đi qua rồi lì xì đi lại, đúng không? Chúc hai đứa mọi điều như ý, cầu được ước thấy sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng bình an hạnh phúc nha. Rồi, rồi. Ok. À, xin mời ha. Không lẽ giờ mình sẽ có bánh tét ra mình ăn tại chỗ luôn chị, để cho nó có không khí. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Thì em là Văn Tùng, hiện tại thì em đang là bình luận viên và nhà sáng tạo nội dung của một tựa game, một tựa eSports, thể thao điện tử. Em năm nay, nếu mà tính sang năm mới 2024 thì em 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và vợ em thì là MC ạ. Trẻ tuổi tài năng quá. Đó. Mời vợ Tùng. Dạ vâng, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng, Hồng Vân. Thì em tên là Mai. Cái duy nhất tên để em khi đi làm MC thì là Mai Dora. Và anh ý đang làm bình luận viên trong giải đấu Liên minh huyền thoại của Việt Nam. Thì em là MC của giải đấu đó. Tức là hai chồng coi như là cùng song hành để gọi là làm chung với nhau, đi đâu chắc cũng là có nhau hả? Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi. Dạ. Cái duyên cớ nào mà hai đứa lại gặp nhau? Và có nhớ lần đầu tiên gặp nhau thì hai đứa có ấn tượng gì về nhau không nè? Dạ, ấn tượng đầu tiên là không có ấn tượng gì cả. Là cái đó là riêng Mai thôi đúng không? Dạ. Em cũng thế. Anh cũng vậy. Tức là lúc đó thì tụi em có gặp nhau ở một sự kiện dành cho những streamer. Buổi tối ngày hôm đó thì vô tình thôi là tụi em được sắp ngồi chung một bàn. Tất nhiên là bàn đó cũng có rất là nhiều người khác, nhưng mà tụi em cũng chỉ ngồi chung bàn và không có tương tác quá nhiều. Tụi em chẳng có ấn tượng gì với nhau cả. Một cái cô bé xinh như thế này mà em không hề để ý ư? Tại vì lúc này anh ấy có người yêu rồi ạ. Như vậy cậu ấy là một người đứng đắn. Ở đằng ấy có người yêu, vậy thì cái đằng này có người yêu chưa lúc đó? Dạ, lúc đấy thì em chưa có người yêu. Có một cái hay vui vui như thế này là lúc đấy tụi em tham gia một cái lễ trao giải. Thì lúc đó là váy vóc lụa là các kiểu này kia, anh ấy cũng mặc một cái bộ vest gần giống như thế này. Nhưng mà mình là con gái thì mình mặc bộ như nó hơi ít vải hơn một chút. Thế là cũng ngồi cũng ráng gồng lắm, nhưng mà lạnh quá, xong rồi cứ luôn cầm cập như thế này. Nhưng mà xung quanh bàn thì lại rất là nhiều nữ, thì bên cạnh là có một bạn là cũng là một streamer. Thì bạn ấy quay sang, ôi Mai, sao nhìn luôn thế kia, lạnh thế à? Anh ơi, anh cởi áo ra cho bạn ấy mặc đi. Thế là anh ấy kiểu, xong em cũng kiểu, thôi không quen biết gì cả, lỡ mà đấy thì kỳ lắm. Nhưng mà không sao. Thế là bạn ý lột luôn cả áo của anh ý ra để mặc. Thế là em đã vô tình mặc cái áo của anh ý. Hơi ấm đã chuyển sang em đã không? Thay vì là ông Tơ bà Nguyệt xe duyên, còn cái này là ông bạn. Là bà bạn. Bà bạn đó. Sau cái chuyện đấy thì trong vòng 2 năm hai đứa em không nói chuyện gì với nhau. Ủa sao vậy? Dạ tại... Tại vì em vẫn đang trong một mối quan hệ khác. Nên là nó chỉ là cái ấn tượng lần đầu tiên của tụi em gặp nhau thôi. Còn em sau còn đó nhìn em còn chẳng nhớ rõ mặt anh ý luôn. Là cái gì Tết năm đó thì bạn là người chủ động không, em là người nhắn trước. Anh nhắn mà. Em nhắn trước. Em mới tại vì đợt đó là đợt Tết thì bọn em cũng có đi đóng một vài những cái chương trình chung ở sự kiện. Rồi em nhắn làm sao? Em có nhắn là chúc bạn sang năm mới thì sớm có người yêu. Vì đợt đó thì bạn ấy cũng đang than là chưa có người yêu và mẹ gia đình các thứ cũng đang hối. Thì không ngờ là trong năm đó thì tụi em lại gặp gỡ nhau nhiều và bắt đầu quá trình tìm hiểu, thì được mọi người xung quanh cũng rất là ủng hộ. Là lời chúc em linh quá đó. Nhưng mà quan trọng là lúc đó là em đã xong cái mối tình kia chưa? Dạ rồi ạ. Xong rồi. Xong rồi. Bắt đầu mới là ấy. Đến một hôm đấy thì tất cả mọi người hẹn nhau để đi ăn. Thì anh ý bảo là anh cũng đi chung với mọi người nè, em cũng có đi không? Kêu dạ có, em cũng có đi. Hôm đấy mình cũng váy bóc lựa là tươm tất, make up các kiểu đến ngồi. Thì anh ấy dắt một bạn nữ tới ạ. Ồ, bạn đó là ai? Cô ấy là ai? Bạn đó chỉ là một đối tác trong công việc và em đang muốn kết nối cái bạn đó với những đồng nghiệp khác của mình để mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi ạ. Em mà anh ý nhắc luôn một bạn nữ tới và em kiểu... Lúc đó là em cũng đã có cảm tình với bạn này rồi đúng không? Dạ vâng, đó. Tức là cả hai đứa tụi em đều đang gọi như là thẳng thính nhau rồi. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e á. Thực ra thì đó cũng là một tín hiệu đèn xanh từ bạn ấy.
cho biết là bạn ấy đang giận dỗi em và thực ra là bạn ấy cũng có tình cảm với em nên là không thích điều đấy lắm. Thì em cũng chấp lấy cơ hội đó, tiến tới và thổ lộ luôn. Không dám công khai với fan, sợ bị fan trêu, hoặc là cũng đang trong quá trình tìm hiểu thì cũng chưa dám tiết lộ điều này với mọi người vội. Thì trong lúc mà tụi em tiếp tục livestream á, thì mọi người tiếp tục để truyền tiếp, mặc dù là tụi em đã thành cặp rồi. Nhưng mọi người không biết là mọi người cứ tiếp tục trêu và gán ghép. Thì sau một khoảng thời gian không giấu được nữa thì tụi em quyết định là công khai. Phía sau gia đình thì là hai tụi em đều là con út trong nhà. Nên là bố mẹ cũng rất là sốt sắng trong việc là thôi thì hai đứa cưới luôn đi, cho bố mẹ gọi là xong trách nhiệm sớm. Sau khi về ra mắt thì hai bên gia đình đều rất là hài lòng với con rể của mình. Và sau đó thì tổ chức đám cưới, thì tụi em mới tổ chức đám cưới tầm tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà trong cái việc mà cưới sớm như vậy á, là bên nào thúc đẩy trước? Ra cũng vì bố của em cũng... Bố em không nói gì cả. Nhưng là lúc khi em về nói chuyện với mẹ thì trước giờ em chưa bao giờ nói với bố mẹ em là em đang quen ai. Lúc đấy lần đầu tiên em đưa Tùng về để gặp mọi người. Thì sau này mẹ có nói với em là bố em bị bệnh rất nặng. Dạ, và bố cũng, mẹ cũng nói là mẹ không muốn ép hai đứa. Nhưng mà cũng không gì đâu. Hai đứa yêu nhau, thương nhau thì bố mẹ mừng rồi. Nhưng mà bố đang như vậy, nếu như mà hai đứa không cưới sớm, bố bị làm sao thì 3 năm hai đứa không cưới được. Nên là bố mẹ vẫn nói theo kiểu là bố mẹ chỉ lo là hai đứa không cưới được. Bố mẹ không có lo gì cho sức khỏe của bố mẹ cả. Sau khi em nghe vậy thì em chợt, ôi, bố mẹ mình đã già rồi. Và em đã nói điều này với Tùng và em nghĩ là cả Tùng và cả bố mẹ của bên Tùng cũng hiểu. Chắc chắn là tụi em cũng sẽ cưới thôi, nhưng mà không phải là sớm như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì em nghĩ là tụi em vẫn rất hạnh phúc với điều đó. Quyết định cưới luôn. Và bây giờ là rất là hạnh phúc đúng không? Dạ, và sức khỏe của bố em cũng đã khỏe hơn. Trẻ đẹp xinh quá. Có nên là hỏi cái vấn đề kia hay không? Không, bắt buộc phải kể chị. Đầu năm là phải kể nha. Chứ vẫn có những cái gì chưa hài lòng về nhau đâu, thành nó phiền phiến như vậy. Thấy Mai xinh quá luôn, xinh duyên dáng như thế này, nổi tiếng như thế này. Chắc không có những cái tật xấu đâu đúng không? Thực ra có, sau khi cưới về thì lại càng nhiều. Không có tàn hán chứ. Tàn hán quá. Hai đứa em đều có những điểm xấu riêng, nhưng mà em nghĩ là ở mức độ chấp nhận được và không quá đến em mức không đấy cần, em không sau cần cái tàn hán tự dưng đó, có chuyển qua liền chấp nhận được bên kia không được đánh động như chưa dạ, để thôi. Mình ấy nói chồng cứ thoải mái, bận quá và khiến cho cái việc kiểm soát cái không gian trong khu nhà nó hơi bị bề bộn đấy ạ. Chứ là chú đang muốn nói là vợ chú bề bộn đúng không? Vâng ạ. Cứ lôi mình vào của chúng em. Em cũng đã rất hiểu điều đó nên là em có mua một con robot dọn rác, nó tự động lau nhà các thứ luôn. Nhưng mà thậm chí là tụi em lười tới cái mức mà còn không cho nó làm việc. Vợ em nói rất nhiều ạ, vợ em nói cực kỳ nhiều, còn em là người nói rất là ít. Mong muốn cái Mai nó thay đổi cái gì nào? Mai sẽ nói ít đi. Nói ít lại một chút và nói lúc nào cần thôi. Chăm dọn việc nhà hơn một chút xíu. Rồi bây giờ tới Mai đấy Mai à. Một trong những cái mà khiến em chắc phải hơi phản bác lại một tí là bản thân em cũng khá là lười dọn dẹp thật, tại vì kiểu công việc của hai đứa rất là bận. Và có nhiều lúc mà không có thời gian để mà ngủ luôn. Nên là nhiều lúc em sẽ cảm thấy là cả hai đứa đều không có quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì em cũng đã chăm hơn mà đúng không chồng? Dạ, cái này là ngày. Okay. Hình như là nghe tin sắp lên chương trình nên là... Không thể, anh làm sao ấy nhở? Em là phụ nữ nên em nghĩ là em có cái nhu cầu chia sẻ và nói rất nhiều. Nhưng mà anh Tùng thì lại là một người rất ít nói. Anh ấy mà mệt thì anh ấy sẽ không nói gì cả và anh ấy không muốn người khác làm phiền đến mình. Anh ấy sẽ muốn ở nghỉ ngơi. Nhưng mà nhiều lúc thì em sẽ không nhận biết được điều đó. Tại vì anh ấy đã vốn rất ít nói rồi. Không chia sẻ với vợ. Dạ, em nghĩ là thế. Những lúc nóng giận thì thỉnh thoảng sẽ nói những câu làm em hơi tổn thương. Đó, không kiểm soát lời nói. Đấy, anh ấy rất là hay vứt tất và quần áo lung tung trên sofa. Đó. Em nghĩ có một cái tật xấu mà em lại rất muốn anh ấy thay đổi. Đó là anh ấy đừng cố gắng sức để làm việc nhiều quá. Vì những lúc ấy nhìn anh ấy rất mệt nhưng em cũng rất là xót. Em biết là điều rất là tốt nhưng mà là một người vợ em vẫn cảm thấy sức khỏe của anh ấy phải thay đổi xếp, đúng sắp không? Sắp xếp thời gian, công việc cố quá. Hai đứa là quá son đúng không quá em? Quá đẹp đó chị. Quá son, quá dễ thương nhá. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất.
Xin chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An, em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài tử tên với một diễn viên, một Hồng, siêu sao TVB Hồng Kông. Quách Tuấn An. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em? Tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Ờ, rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt tập tầm đi à vào cô ấy không à. Ôi trời, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta. Làm sao mà hút được này ta. Rất đàn ông nọ. Làm sao mà hút được này. Rất đàn ông nha. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe ảnh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghía em, xong rồi cái em cũng nghía ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghía nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy? Dạ. Mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dạ, dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười, cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh đấy đó. Em vẫy bạn lên kêu là em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em bước xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó là sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như em vậy em không? Chưa. Hai đứa đến với nhau kiểu như định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè, thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu, thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình. Em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết đi ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc. Thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Là buồn luôn đó, là buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số là bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiếng sét ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau, thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là ảnh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Là tình yêu đó. Chủ nhật ngày em không thể xuống thăm được. Vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, ra ngoài sợ ba mẹ la, và đi chơi là biết là sợ đi ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chơi về. Đó, tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ là ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha.
Một năm. Đúng, một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung không? Với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy 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 đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh á, thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi, mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn sao? Phụ huynh ta rồi hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình, thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi ạ. Xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Tôi dạ. Chỉ chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đêm đó. Sợ không? Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên á là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi, bắt đầu bùng dịch, do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới, là không muốn ở bằng này nữa. Ủa, tại sao vậy? Thì bạn này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá, ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cái cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái click em điệu này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi, người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ điệu người ta hoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud về á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia, nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái, gần như ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại giận lại đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi. Thì ở nhà của này 3-4 giờ sáng á, cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này kiếm vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu bảo là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời ơi con khóc quá trời khóc luôn cô ơi. Con không ăn không uống gì trời. Con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con. Tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh đó, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng.
đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn á cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay ghen đổi. Nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh đó, mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gắm. Đó là người ruột tốt đó con. Tức bụng á. Còn dạ. Cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ đánh gắm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tời hoặc tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính mà bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc. Rồi khóc nghe. Khóc nghe. Quả là không kiên trì nè. Khóc nghe. Khóc nghe nè. Dạ. Xong xuôi thì bạn ủa sao khóc? Thì em thích khóc vậy đó. Ờ nghe quá. Nghe được. Tuy nạt chồng không? Có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó. Nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi. Em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vòng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Cú Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên viên xây dựng nhà phố. Đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Vì cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Thế là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đó. Xí ngầu như đó, từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình này giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ôi, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ủa rồi ôi. Dạ. Cái gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Gọi bằng thím. À bằng thím. Dạ. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng
cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà trẻ con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu? Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng, nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu hết, ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm. Dạ, ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà ăn uống dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đến bữa cơm nghe mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu? Mà ông vẫn mời ông ăn thật. Như hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm uống rượu, bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó, ông phán luôn. Dạ, sau con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu, không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mong nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng mới về. Quýnh quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Dạ. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ mới bảo. Dạ vâng, đúng rồi. Tức nhưng là mà cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc là hơn một tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng, con chơi. Lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ, con đi chơi với bạn con à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi. Bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đó là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á, báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của Tự như thế nào? Ông cười à? Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là cố thôi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc.
xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết, con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần là có bố mẹ ngay, nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội mình. Ồ, mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy, là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đó em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ phải tiêm thuốc giữ thai, anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo, con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và sợ Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp rồi thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ. Có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Đến khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà qua mặt bậc tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt bậc tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới nghĩ ấy. Chạy bắn sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á. Nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới nhanh. Không kỳ cỏ. Tắm dưới nhanh. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mồng cái, xong đi qua, cấu một cái, cắt một cái, xong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại. Đó thường thường con chửi. Con chửi như nào con bảo là. Chửi như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không là khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được, nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy, mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu, mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một á, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm cái vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại.
Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như thế nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc qua và lại. Trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó. Với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có Mạnh Quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái tự em thấy em vui đó. Chị nói em á, đổi em cái đam mê này thành cái đam mê đúng dạ. Nó như là thì có đó. Một cái sự sắp đặt trùng hợp với chị, cũng như tiền. Là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ. Để anh biết cái khổ, anh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống. Mình làm như thế nào để tôi sống là tốt. Trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về, đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á, là chị ở chung nhà bên ba mẹ, bên anh em bên đó. Anh ở bên bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Nghĩa là ở trong trong vợ, nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. À. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con? Năm sau. Một năm. Đúng một năm luôn á chị Trân. Dạ đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn... Dạ em vẫn hứa nhưng mà em không có rửa hết. Yeah. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền xã hội đen, vay tất cả tiền trên app. Tiền nóng từ này. Tiền nóng trên app điện thoại, tôi biết là giống cái mà Facebook này nọ. Cũng dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này rồi đắp đầu kia rồi lúc em. Rồi em có nhớ, hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước. Em đoán thì nó chiếm thằng tỷ luôn á chị chứ. Rồi em trả, đứng ra trả rồi. Ủa, những cái số tỷ không đó là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả ra nhưng mà cuối cùng mình cứ trả rồi thì ảnh cứ ngay cũng như là xe nhà thì ảnh mượn cũng chạy. Đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó thì em phải tìm tòi để em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi, mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng, hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á. Thì mình cho ảnh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi đó. Thật sự không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đá banh cá 100-200 thôi. Sau này cái mình cái đá lên nhiều. Cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà. Đặng mà chợ chung tiền đá banh. Mà đi đá gà trong trường gà có tài xỉu. Rồi tài xỉu mới tới sáng đi thua rồi chiều về quýnh số. Nó cứ dây mình lẫn, hoài, lẫn, cứ lẫn không có dạ. Dòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Thì em kinh doanh buôn bán đó. Bà chị. Bà xã em là bán thịt heo em đó. Lúc trước em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm dạ, cái, dạ, cái đó. Dạ. Em vẫn làm để mà nuôi con. Làm chung với nhà mình luôn. Dạ. Dạ không. Dạ đúng rồi. Em tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn. Tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bư chải. Mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube á, để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó? Và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em, để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị dướng vô á? Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở. Thì lúc đó là em hứa bản thân rồi, giờ không còn gì rất sợ cái gì để mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại, anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Tôi còn trả nhiều người lắm. Chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Chị A, chị B, C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Làm sao hết. Thì mà lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11-12 triệu. 11-12 triệu. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm một năm trời em trả cũng muốn hết nợ. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã. Tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô, là không có để bí danh gì hết, mà chỉ để là giúp đỡ cho cô Hầu bán vé số thôi. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó, mình mừng lắm. Mình thấy là mình làm được cái điều tốt đúng không? Đúng rồi.
mình cảm thấy như mình cảm quá bản thân mình. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn đó. Chị hiểu cảm xúc của em rồi. Tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á, là bạn cảm giác là bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả. Đúng. Kể cả vợ con mình. Chính xác chị. Đúng không? Rồi sau khi á, mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta, nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó, đó không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Yeah. Cái cảm giác mà em em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á, là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, từ những gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình, thì Hiền làm được cái điều đó là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim, và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn. Xoay 180 độ. Đúng rồi. Nói cho dân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu em số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng lại một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập, họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim, thì là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình, nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này, thì rõ ràng là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền như là xoay chuyển hồ 380 độ luôn. Ở đúng sớm rồi, thì bây giờ ai cũng nói vậy. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, đúng, cái vạch đích không tuyệt vời. Yeah. Nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được người vợ quá bao dung. Thực sự là nãy giờ em nghe kể là em không hình dung ra một người như anh nha, vừa xấu. Vừa nghèo. Đen. Vừa ăn chơi. Đen. Ăn chơi. Cờ bạc đen đúa xấu là xấu đó vậy. Nói chung là xấu. Nhưng mà một tiểu thư có thể gọi chị đó, là tiểu thư ở dưới đó rất đi. Chị vẫn chấp nhận, chị đúng, bỏ hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh. Hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận. Đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung, và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này, thật là anh may mắn lắm luôn. Đúng, chính xác. Thật sự là đứa Hiền cảm thấy nó rất rất là may mắn khi mà được có một người vợ như thế này. Rồi, bây giờ thì ổn rồi, bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn. Đó, thì thôi sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp một cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ, ảnh thì cái lúc trước khi quen á,
thì em nói chị đàn ông thì ga lăng đúng không? Ừ. Nói chuyện ngọt, còn ảnh nói chung là em cũng biết sao mà em thương ảnh nữa. Cọc lóc hả chị? Cọc cằn nè, không ga lăng nè. Nói chung là chị cứ giận đúng không? Chị giận chị ngồi chị ngẫm đi. Chị ngẫm buổi trời chị nào chị vui tự chị vui kệ chị. Rồi hồi hỏi mình chứ hết chưa? Hết chưa rồi giờ vui lại chưa vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi. Không có vút ve chiều chuộng. Không vút ve, không năn nỉ. Mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài, 12 tuổi trong, là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi, 13 năm đi. Năm quen nó là 14 năm đi. Mình tính từ thời điểm là 13 năm đi. Chưa có gì gọi là nó ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh? Khô gan khô khóc luôn. Có tặng quà tặng không đâu. Tặng bông gì cho vợ. Không có cái gì hết trơn. Em nói chị từ lời ăn tiếng nói, từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha, không có gì luôn. Mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm á chị mới được em á. Em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp, nói chung là bao dung tất cả. Em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa mình có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó, tại vì anh không có tiền, anh phải mượn đó. Đi học về tặng hoa gì đó. Hoa xứ mũi gì là không, mà không, cái ngày 20 không tiểu muội 27-28 Tết đó chị. 27-28 Tết mới tặng em hai chậu. À là đó. Hồng tiểu muội đó. Dạ hồng tiểu muội. Mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Rồi thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500 ngàn. Là ảnh phải gấu đi mượn á, tiền người ta có nghĩa là tặng gấu bông á, là có thể được, phải được thời điểm đó là cô này chịu đi chơi với mình rồi, là đi lên Long Xuyên đó, thì nhà thốt nốt lên Long Xuyên cách nhau có mười mấy cây số à, đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông. Nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc lớn, mà là gấu mắc bự lắm con gấu bự lắm. Gấu bự lắm luôn chị. Còn giữ không? Em không có giữ em, tại vì em dọn nhà hoài đó, em bỏ mất tiêu luôn rồi. Không giận là phải nó bự quá với lại lúc đó nó chết quá trời, với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng của ổng đâu. Rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không? Bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không? Ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà. Em nói với chị công việc nhà, công việc lâm chân á, mà có dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chứ. Mà đá banh alo Hiền ơi địa điểm đó 1 phút 30 giây tôi tới liền. Bây giờ vẫn vậy hả chị? Bây giờ cũng vẫn vậy, quan trọng cái đá banh thôi. Tiền biết là anh em mình đó, anh ngứa ngáy chân tay rồi em. Rồi thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều gì. Ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị. Là nói chung là làm gì làm, như về vợ về gia đình nó thì cũng phụ tiếp vợ. Cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại. Một cái nữa là cái tánh rất là nóng. Cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha, nhưng mà cái tánh rất là nóng. Thay đổi tới ba cái rồi. Ba tánh luôn. Ba tánh luôn đúng không? Dạ ba luôn, ba tật xấu đó đó. Rất là nóng luôn. Sao bây giờ thiệt á, bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền? Vợ ông nợ ông cả nửa cuộc đời rồi đó. Bây giờ ông trả được không mà có ba chuyện thôi. Phụ giúp công chuyện nhà, bớt cọc cằn, nóng tánh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ăn nói lãng mạn chút xíu, cũng như là không bà xã thì là vợ ơi hay là em ơi, ví dụ vậy được không? Dạ cái đó thì thay đổi được, nhưng mà đối với đặc thù công việc của em, chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong, ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay, mà quay về nhà đi 60-70 cây số, 50 cây số từ nhà tôi, nhà của em đi tới Hậu Giang là nó cũng gần 60 cây số, chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim rồi. Lúc đó lo làm phim là vợ thì về túm đầu vô nấu cơm, rồi làm phim xong rồi ăn cơm rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu, rồi không có thời gian để mà tiếp vợ. Ngày sau rồi đi làm nữa rồi. Em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi. Tại vì hiện giờ thì cái lượt xem rất là ít, nó không đủ để mà chi phí cho em để mà lo gia đình. Nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em, đi làm đó. Đi làm.